Ta cùng nhìn vào đây. Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu về cái công cụ gradient để mà chúng ta có thể tô màu chuyển từ hai màu đổ lên. Bây giờ với một cái ví dụ ứng dụng như thế này để chúng ta minh họa cho cái cách tô và chúng ta nói thêm một vài cái option nữa như sau. Ví dụ bây giờ các bạn đang thấy là chúng ta có một cái ảnh đúng không? Và tôi sẽ gắn thêm một cái cầu vồng vào đây, coi như là trời vừa mưa, bây giờ nắng lên bắt đầu xuất hiện cầu vồng ở trong khung cảnh. Thế thì để làm một cái cầu vồng thì đương nhiên cầu vồng 7 sắc thì chúng ta phải dùng bằng cái công cụ tô chuyển rồi, điều đấy thì không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên từ chỗ là biết sử dụng công cụ nào cho tới lúc mà chúng ta làm được ra nó thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái cách làm như sau. Trước hết thì tôi nói luôn là để làm việc thì các bạn làm trên một layer mới giúp tôi, không làm trên layer background. Đây, để tạo một layer mới và mới tinh không có cái điểm ảnh gì cả, các bạn sẽ mở cái cửa sổ layer và bấm vào cái trang giấy trắng này để tạo một layer mới tinh trong suốt. Đây, nếu mà tôi tắt cái này đi, các bạn sẽ nhìn thấy một cái layer trong suốt. Người ta sẽ định nghĩa nó là một layer trong suốt, chính là một cái layer mà có một cái hình nền và nó đan caro như thế này. Đấy. Tất nhiên tại sao lại đan caro? Tại vì là nếu mà để trong suốt thì nhiều khi chúng ta sẽ không phân biệt được. Tại vì có thể nó nhìn xuống cái layer dưới và nó lại nhìn thấy layer dưới rồi và không phân biệt được đâu là trong, đâu là không trong. Thế thì một layer mà được coi là trong, các bạn mở ra sẽ nhìn thấy cái hệt caro như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc ở trên layer này. Và để bắt đầu thì chúng ta cũng sẽ chọn cái công cụ tô. Trước hết là chọn công cụ tô. Thứ hai là tôi sẽ bấm vào đây để tôi mở cửa sổ ra, tôi chọn. Thứ ba là tôi chọn sẵn một cái màu đi. Đây là một cái màu mà nó gồm có 7 sắc cầu vồng rồi. Việc bây giờ của tôi là sẽ điều chỉnh làm sao cho ra được cái chất cầu vồng. Thế điều chỉnh thì chúng ta điều chỉnh như thế nào? Cầu vồng thì cái tính chất của nó là tròn đúng không nào? Đó. Ở trong ruột không có gì, ở ngoài cầu vồng không có gì. Đấy, thế thì trước hết là chúng ta sẽ làm bằng thao tác như sau. Các bạn hãy sử dụng các cái color stop này, các bạn kéo làm sao cho nó chập sát vào nhau như thế này. Muốn cầu vồng to thì kéo sang một phía, muốn cầu vồng đều đều thì kéo vào giữa. Sau khi mà các bạn cho tôi cái sự điều chỉnh làm sao cho nó khớp hết các cái màu này vào thành một dải, thì đến đây chúng ta sẽ xử lý tiếp tới cái giá trị opacity. Cầu vồng thì nó có nhìn rõ bao giờ không? Không bao giờ rõ đúng không? Nó có một cái độ trong, nó có một cái độ ẩn hiện nhất định, và do đó thì tôi sẽ tạo thêm một cái giá trị opacity stop. Thì tôi có thể gán cho một cái giá trị không phải là 100%, có thể là độ khoảng 70-60% gì đấy thôi. Ví dụ 70% đi. Thì các bạn đã thấy rằng cái dải màu ở đây bắt đầu nó trong. Tôi tạo thêm một dải bên cạnh nữa và lúc này tôi sẽ giảm nó xuống còn độ khoảng 40% đi. Hai bên, mỗi bên 40%. Đó. Tiếp nữa tôi lại tạo thêm nữa và tôi giảm xuống còn độ khoảng 20% chẳng hạn. Bên này cũng 20% nữa. Cho nó đều. Và cuối cùng tôi điều chỉnh nốt hai thằng bên ngoài này là không, thằng này là không, có nghĩa là trong suốt hoàn toàn. Và đến đây thì chúng ta sẽ dồn hết tất cả các cái opacity stop này về một dải như thế này. Đến đây thì 7 màu có, nhưng mà thứ nhất là nó được dồn sát vào với nhau, thứ hai là tạo ra các cái điểm opacity stop để cho nó có cái độ ẩn hiện trong ra. Sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong đến đây thì các bạn nhấp OK để xác nhận về cái thao tác điều chỉnh của chúng ta. Và kiểu tô thì chúng ta sẽ phải chọn kiểu tô gì đấy, tô tròn đó, tô kiểu radian. Nhưng đến đây thì đã tô được chưa? Sẽ tô nếu đáp ứng thêm một điều kiện này nữa, đó là các bạn nhìn lên trên thanh option ở trên này xem giúp tôi là cái chữ transparency nó đã được đánh dấu hay chưa. Nếu chưa đánh dấu thì các bạn phải đánh dấu ô này vào cho tôi. Ô này nếu không đánh dấu thì tất cả những giá trị chúng ta gọi là trong suốt sẽ không được hiển thị. Do đó thì các bạn cần phải đánh dấu phần transparency trước khi thao tác và kiểm tra lại giúp tôi là
cái layer mới mà chúng ta vừa tạo ra đã được kích hoạt hay chưa. Nếu nó đã được kích hoạt rồi thì chúng ta sẽ làm việc trên đó. Và bây giờ bắt đầu thao tác bằng cách là chúng ta kéo một đường để chúng ta tạo ra cái cầu vồng đó. Đến đây thì chúng ta bắt đầu có cái cầu vồng đó. Nếu mà cảm thấy chưa ưng có thể Ctrl Z hay Ctrl Alt Z, các bạn kéo một đường theo chiều ngang đi cho nó dài hơn để tạo ra một cái cầu vồng nó lớn hơn đi. Đến đây thì tôi có cái cầu vồng rồi, nhưng như thế này là được chưa? Đây, giảm bớt tí nữa đó, nó to quá nó mất cái đầu. Rồi, đây. Thế là nhìn thì hơi hơi ra cầu vồng rồi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ có mấy cái vấn đề mà cần phải xử lý. Một là cầu vồng thì nó chỉ có một nửa thôi, đúng không? Có một nửa thôi, vậy thì chúng ta sẽ phải cắt bớt một nửa của cái vòng tròn này đi. Thứ hai là cầu vồng thì hầu như không bao giờ chúng ta nhìn thấy được cái chân của nó ở đâu, hầu như không nhìn được chân bắt nguồn từ chỗ nào. Thế thì cắt thì có cắt được không? Đây, cắt thì cắt được. Tôi chọn một vùng, chọn như thế này. Nếu như tôi nhấn Delete trên bàn phím, tôi sẽ cắt nước được đi. Như thế này chúng ta gọi là có cầu vồng rồi đúng không? Một nửa rồi. Nhưng mà một nửa này đã đáp ứng được yêu cầu chưa? Chưa. Vì sao? Vì là cái chân cầu vồng hầu như không ai nhìn thấy nó ở đâu cả. Đấy là một cái đoạn rất là mơ hồ. Thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào để mà chúng ta có được một cái chân cầu vồng cho nó chuẩn? Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại với một cái khái niệm mà ngay ngày đầu tiên chúng ta đã làm việc với nhau. Đó là cái khái niệm feather hay là vùng ảnh hưởng, đúng không? Tôi tạo ra cái vùng chọn như thế này. Sau đó thì tôi sẽ vào Select và Modify, hoặc là nếu các bạn nhớ phím tắt thì các bạn chọn luôn Shift F6. Hộp thoại mở ra, các bạn gán cho tôi một cái tham số lớn lớn vào đây. Ví dụ như là cho 50 pixel đi xem nào. Sau khi chúng ta có được cái vùng ảnh hưởng rồi, chúng ta lúc đấy mới bắt đầu là Delete, bắt đầu xóa đi. Thế thì xóa thì các bạn hãy nhớ là một vùng chọn mà được gán feather thì nó sẽ mạnh ở tâm và yếu dần ra ngoài biên, đồng thời nó còn làm việc vượt ra khỏi cái ranh giới của vùng chọn ra phía ngoài. Vượt nhiều hay ít là do cái tham số feather chúng ta gán nhiều hay là ít, đúng không? Bây giờ tôi cắt rồi nhưng các bạn vẫn nhìn thấy chân cầu vồng nó lại lần ở trong này, đúng không? Nhấn thêm lần nữa, nhấn thêm lần nữa, nhấn thêm lần nữa, thế thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ cắt ra ngoài dần. Đấy. Và nếu mà muốn cắt cho nó tốt thì các bạn cứ gán cho tôi cái tham số feather nó lớn lên thêm một tí nữa, đó, Shift F6. Bây giờ 50 vẫn còn hơi ít, tôi cho thành 200 đi. Đấy, bây giờ delete. Đấy, thế thì cái chân cầu vồng bắt đầu nó làm sao? Nó được xóa đi một cách rất là mơ hồ, đúng không? Chúng ta không nhìn rõ được cái này nữa. Đến đây thì các bạn bảo được rồi, tôi có được cầu vồng rồi. Và chúng ta nếu mà cảm thấy nó vẫn còn quá rõ chẳng hạn, các bạn sẽ giảm cho tôi cái tham số opacity ở trên cái layer mà chứa cái cầu vồng này đi. Hiện tại opacity của layer này vẫn là 100% và các bạn có thể giảm xuống. Hôm trước tôi cũng đã nói về cái phần mà điều chỉnh cái giá trị opacity rồi, đúng không? Cách nhanh nhất là chúng ta sử dụng bàn phím. Ví dụ tôi cho nó còn 90%, tôi nhấn 9, đúng không? Tôi cho 70%, nhấn 7. Tôi cho 50%, nhấn 5. Ví dụ như thế. Thế là tôi đã tăng giảm được cái giá trị opacity. Và đến đây thì tôi có được cái cầu vồng. Thế tiếp nữa thì nếu như mà các bạn chọn một cái ảnh khung cảnh như thế nào thì chúng ta sẽ xử lý một cái cầu vồng hợp lý như thế. Ví dụ các bạn làm trên đất liền thì ok, chỉ cần cái phần cầu vồng như thế này là được, đúng không? Nhưng chẳng hạn như tôi đang làm ở đây là làm ở trên một cái ảnh mà nó có nước thì nó sẽ lại phải có thêm một cái gì nữa nhỉ? Một cái bóng ở phía dưới, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xử lý thêm tiếp tục bằng cái gì? Ctrl G, đúng không? Nhân bản cái cầu vồng có lên thành một layer nữa. Chúng ta sẽ lật nó xuống bằng cách vào Edit, vào Transform, vào Flip Vertical.
để chúng ta lật ngược nó lại. Sau đó thì các bạn sử dụng công cụ move này, các bạn kéo nó xuống, làm sao đặt nó xuống cái vị trí gì đây, tương ứng ở dưới đúng không? Trong trường hợp như thế này, nếu như mà các bạn thấy là nó đã đè lên trên một số các cái vật nào đó, một đối tượng nào đó, thì các bạn có quyền là gì đây, cắt đi đúng cái vùng mà nó đè lên thế này, tại vì nó không được quyền đè lên đây đó. Và thêm nữa, các bạn có thể giải quyết thêm cái opacity của cái này, nó cũng sẽ khác biệt đi một tí, tại vì cái độ khúc xạ ở trong không khí và độ khúc xạ trong nước là hai môi trường khác nhau, do đó không thể có được một cái cầu vồng ở trên trời hay là một cái cầu vồng dưới nước nó giống hệt nhau thì không có. Vậy thì chúng ta sẽ tăng hay giảm cái độ opacity làm sao để cho cái layer mà chứa cái cầu vồng dưới nước và layer chứa cái cầu vồng trên trời là hai cái độ opacity nó khác nhau đi một tí, để cho nó tạo ra một sự khác biệt ở trong hai môi trường khác nhau. Ví dụ như thế. Thế thì trong cái bài như thế này thì các bạn sẽ thường là gặp phải một cái tình trạng là làm sai layer. Ví dụ làm sai layer là như thế nào? Các bạn không làm một cái layer mới như tôi, mà các bạn làm thẳng nó vào trong cái layer ảnh gốc. Làm thẳng vào layer ảnh gốc thì nó sẽ tạo ra cái gì? Đây, kết quả chúng ta sẽ có như sau nha. Đây, ví dụ này. Thế bây giờ có cắt chân được không? Đây, nếu như tôi lại vẽ lại cái vùng chọn nhé, cũng lại function F6 nhé, cũng lại gắn 200 đi. Bây giờ tôi nhấn delete, tôi xóa. Tôi sẽ xóa cái gì? Tôi sẽ xóa vào chính cái ảnh gốc này. Bây giờ xóa lớp background thì hơi khó. Bây giờ chúng ta nhấp đúp vào đây, tôi chọn cái này đi. Thì các bạn xóa cái gì? Các bạn sẽ xóa mất cái ảnh. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta lại phải nhắc nhau ngay từ đầu. Đó là làm cầu vồng thì các bạn phải làm cho tôi trên một cái layer mới. Thế nhưng như thế cũng không có nghĩa là chúng ta không xử lý được, đúng không? Đây, nếu mà bây giờ chót làm vào đây rồi, chót làm vào layer ảnh gốc rồi, thì có xử lý được cái cầu vồng này không? Cũng vẫn được. Nếu như các bạn nhớ lại cái lệnh cũ, chúng ta có lệnh history mà, đúng không? Chúng ta có lệnh history thì thay vì việc là tẩy xóa hay cắt nó đi thì chúng ta sẽ dùng phim history trong này. Đây, history. Khi tôi dùng history thì nó sẽ khôi phục lại trạng thái ở trong cái vùng chọn này. Một lần chưa được thì lần thứ hai chưa được thì lần thứ ba. Vì sao? Vì nó có feather cho nên là làm một lần nó không hết được ngay. Chúng ta làm vài lần đi. Đúng không? Thì nó cũng sẽ cắt dần. Tuy nhiên cái cách này thì các bạn chỉ làm được ở trên đất liền thôi nhé. Còn tại vì là cái xử lý ở dưới này cho cái bóng ở dưới nước thì chúng ta lại không làm như thế được. Đấy. Trong khi nếu như mà chúng ta làm ở đây thì chúng ta hoàn toàn rất dễ trong việc là tạo ra các cái layer riêng, mỗi cái chứa một cái cầu vồng riêng, một cái thì ở trên trời, một cái dưới nước để chúng ta xử lý nếu như chúng ta làm việc ở trên cái môi trường vừa có trời vừa có nước. Còn ở đất liền không thôi thì đơn giản thôi, chỉ cần một cái cầu vồng ở trên trời là xong. Và đây chính là một cái ví dụ để cho các bạn có thể thực hành rất là nhanh về cái cách thức pha trộn, xử lý màu và ứng dụng nó để mà chúng ta thực hành thử vào trong một cái mẫu ô tô, tạo ra cái mẫu ô tô cầu vồng. Ảnh thì không nhất thiết là bạn phải lấy cái ảnh giống như tôi, các bạn có thể chọn một cái ảnh bất kỳ, miễn là một cái phong cảnh nào đó để các bạn gán thử nó vào. Thì bây giờ mọi người thử nghiệm đi một chút.